Xin chào bạn, lâu lắm rồi mình mới lại làm video tiếp ha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái trường hợp này rất là hy hữu. Thì mình có một cái main gigabyte mã là GAB 85M D3V gạch ngang cái A. Thì cái tình trạng của cái main này nó hơi kỳ lạ một chút xíu ha. Đó là khi kết nguồn hoạt động đó, các bạn, có lúc nó hoạt động được, có lúc nó không. Nói chung là nó thích thì nó chạy, nó không thích thì nó nghỉ thôi. Bây giờ mình sẽ kích nguồn lên nhé các bạn, bật công tắc nguồn lên ha, kích nguồn lên. Thì ở đây là có cái card test main đó các bạn, đây các bạn thấy ha, nó chạy tắt. Thì lúc đầu cứ nghĩ là do lỗi, nói chung là lỗi này thì rất là nhiều nguyên nhân. BIOS bị lỗi hay là hở socket CPU, lỗi chipset RAM hoặc là bug, lỗi IO, lỗi IC nguồn CPU. Nói chung là gặp cái bệnh này thì phải loại trừ từ từ. 4 số 0 nhớ bạn. Đó, nó lúc chạy lúc tắt, lúc chạy lúc tắt, nó giống như là giỡn mặt vậy đó. Mình nói vui ha. Và bây giờ mình sẽ test loại trừ. Thì mình tắt nguồn cái đây ha. Thật sự thì chia sẻ với các bạn luôn, làm nghề lâu lắm rồi, nói chung là từ hồi làm tới giờ trường hợp mà gặp CPU mà nó đai á, nó chết á, rất là ít. Hôm nay gặp cái trường hợp này, ban này làm mình cũng mất khá nhiều thời gian. Lúc đầu tưởng là hư main thì sửa main thôi mà, nhưng mà có còn không phải. Đây là con CPU nó. Con này cũng là con i3 thôi. Để mình lau cho bạn xem. À, con này là i5 4690. Rồi giờ để nó qua bên ha. Để đây đi. Bây giờ mình thay bằng một cái con CPU khác, hay con này cũng là i3 thôi, cùng socket nha các bạn. CPU mà bị lỗi thì nói chung là trường hợp cũng hiếm gặp nha các bạn, không phải là không có lỗi nhưng mà xác suất thì rất là thấp. Main RAM thì thường bị hư nhiều hơn main RAM nguồn. Đây để mình gài vô ha. Cài vô xong ha. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn vô mình kết lại. Rồi, bật công tắc nguồn lên. Rồi, các bạn thấy cạc tắt nên chạy. Đây các bạn nhìn cái bàn phím mới nấm lóc luôn. Đó bạn biết main nó đã hoạt động rồi ha. Cái mã 4 số 0 nha các bạn. Để mình có thời gian mình sẽ chia sẻ cái video hướng dẫn các bạn sử dụng cái card test main ha. Nhiều khi công việc của mình thì các bạn cũng biết rồi, mình sửa máy ô tô, máy in, mực in, nói chung rất là nhiều. Nói chung là cũng không có thời gian mà ngồi mà làm tận mẩn mấy cái này. Nên lâu lâu mà gặp cái trường hợp hy hữu thì mình quay lại mình chia sẻ với các bạn thôi. CPU. Một số bạn bảo là nhiều khi cái chân tiếp xúc nó này kia nọ ha. Rồi thật ra các bạn ta xem là cái chân CPU rất là đẹp. Bạn có thể lau chùi vệ sinh sạch sẽ. Rồi kiểm tra mấy cái chân tiếp xúc của CPU vô lên cái con CPU này, các bạn kiểm tra thật là kỹ. Nhưng mà thật ra làm gì là phải có công cụ các bạn ơi. Và có cái card test main này nè để hỗ trợ các bạn, để các bạn loại trừ cho nó nhanh ha. Tại vì cái lỗi mà 4 số 0 này thì rất là nhiều nguyên nhân. Thì như lúc nãy mình có nói á, thì để các bạn loại trừ cho nó nhanh.
4 số 0 thì lỗi có thể là BIOS lỗi nè, hở socket của CPU, tức là socket tiếp xúc với CPU không được tốt, nó bị vẹo chân không chừng ha bạn. Rồi lỗi chipset nam hoặc là bug, lỗi IO, lỗi IC nguồn CPU. Nói chung là bệnh này là phải loại trừ từ từ. Mà thật ra làm nghề mà sửa chữa thì phải có rất là nhiều linh kiện để khi mà các bạn gặp sự cố bạn test rất là nhanh. Không riêng gì máy vi tính mà máy in, mực in và máy photocopy. Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video nhớ bấm đăng ký kênh giúp mình ha, subscribe, comment, like, share các kiểu ha. Để cho mình có nhiều cái động lực để mình làm video mình chia sẻ đến với tất cả các bạn. Rồi, nhân đây cũng nhân dịp năm mới, hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2022, là cái video đầu tiên mình quay trở lại nha các bạn. Thì cũng nhân đây, xin chúc cho tất cả bạn và gia đình năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Chúc các bạn thành công. Copier for Renchip.